Tôi là Phạm Văn Bướng, đội 1 tổ phòng liên bảo Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Hôm nay là đến đây là nói với các cô, các chú, các anh là cháu nó bị hen phế quản từ 5-7 tuổi. Thế trong khi mà ví dụ đi nhiều nơi khám chữa bệnh, kể cả là vào viện nhi khám chữa bệnh thì cháu nó vẫn cứ cắt cái cơn, khi uống thuốc tây cắt cái cơn đến một tuần thì cháu nó độ khoảng 10-15 ngày sau cháu lại phát triển. Có lần đi vào bệnh viện khi nửa đêm cháu nó bị lên cơn hen là khoảng 2 giờ gì đấy, thì gia đình thì gọi xe cấp cứu để đưa cháu vào bệnh viện để cấp cứu. Sau cắt cơn thì cháu là lại hết khó thở, nhờ được người quen giới thiệu cái PQA là thuốc ho hen, là tôi cũng mua thử về cho cháu uống, khi được khoảng 3-4 hộp gì đó thì cháu khạc ra rất nhiều đờm, và từ đó cháu đỡ ho hen. Và đến nay tôi liên tục cho cháu uống 20 lọ, cháu hoàn toàn là hết lên cơn ho hen và đã có sự tăng cân trở lại. Cháu ăn uống rất ngon. Tôi cũng muốn nói mọi người, có con cái như tôi mà mắc phải cái chứng bệnh ho hen thì nên mua cái sản phẩm của PQA ho hen, của PQA để cho con cái uống. Tôi cũng cảm ơn công ty vì công ty đã sản xuất ra một cái loại thuốc này để cho con tôi được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Xin cảm ơn.